Mến chào quý anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Mình là Hoàng Nguyễn. Rất vui khi mà gặp lại quý anh chị và các bạn trong những video chia sẻ về phần mềm Camtasia. Và trong video này mình sẽ chia sẻ cho quý anh chị và các bạn hai cách để các bạn có thể tự tay chuyển đổi một cái video sang một cái bài nhạc rất là đơn giản với cái phần mềm này. Câu hỏi đặt ra là tại sao chúng ta cần phải chuyển đổi cái video này thành cái file nhạc? Trong trường hợp các bạn chỉ muốn nghe nhạc thôi, các bạn không muốn xem cái phần hình ảnh, thì các bạn có thể làm điều này. Hoặc là trong một tình huống nào đó, các bạn xem một cái MV ca nhạc trên YouTube và các bạn thấy cái đoạn nhạc đó nó hay quá, nhưng mà các bạn chỉ muốn nghe nhạc thôi, các bạn muốn loại bỏ đi cái phần hình ảnh, thì các bạn có thể sử dụng cách này. Hoặc là trong một cái tình huống các bạn muốn tách một cái bản nhạc nền ra để phục vụ cho công việc làm nhạc nền cho video của bạn, thì bạn cũng có thể làm cách này. Và đây là một cái video thị phạm cô gái 1m52 được cover của Đỗ Nhi, một cái video rất là hot ở trên mạng. Và nhiệm vụ của mình là tách cái video này ra thành một cái file nhạc để nghe thôi. Đây là một cái bài cover cũng rất là hot với một cái khuôn mặt ưa nhìn và một cái giọng hát thanh thoát, thì cái video này nên được nhiều được xem cũng không có gì là khó hiểu ha. Rồi bây giờ thì đưa vào Camtasia, và đây là cách thứ nhất. Tại vì chúng ta có hai cách nè, và các bạn đang được xem cách thứ nhất. Khi đưa vào Camtasia rồi thì các bạn chọn chuột phải và chọn cái lệnh là Subscribe Audio and Video. Trong đó cái chữ Subscribe có nghĩa là tách, tách biệt. Và cái lệnh này nó sẽ giúp bạn tách cái video này ra thành hai phần, đó là Audio and Video. Và khi bạn đã tách cái video này ra làm hai phần rồi thì các bạn sẽ delete đi cái phần hình ảnh và chỉ giữ lại cái phần âm thanh thôi. Và trong cái âm thanh này bạn có thể tăng âm lượng hoặc là giảm âm lượng tùy thích, hoặc là để mặc định. Rồi, nhiệm vụ của chúng ta đó là share local file. Và các bạn giữ nguyên tùy chọn, đó là custom production setting ha. Next. Tại đây thì nó sẽ tự động mặc định chọn cho các bạn, đó là M4A audio only. Next. Tiếp theo cho cái phần bitrate này thì các bạn để mặc định là 192kbps hay là 320kbps. Trong đó tùy chọn 320kbps là nhạc chất lượng cao. Và cái chất lượng nhạc này bạn chỉ khi nào các bạn mua được cái tài khoản VIP trên nhạc của tôi hoặc là mp3.zin thì bạn mới nghe được cái chất lượng nhạc này. Và đây là một cái nhạc chất lượng cao, nghe nó rất là đã tai. Còn không thì các bạn nên để 192kbps giữ nguyên thông số mặc định này để nghe là được rồi, các bạn không cần phải chuyển đến 320kbps để làm gì. 192kbps ha. Next. Đặt tiêu đề, lười quá copy đi, mà công nhận cái bài nó hay được ha. Mình nghe còn thích nữa mà. Sau đó thì chọn cái đường lưu, xây lại. Việc tiếp theo đó là finish thôi. Rồi, còn lại thì để phần mềm nó làm việc. Chúng ta chỉ việc ngồi chơi xơi nước thôi. Hoặc là như vậy, chưa kịp nói hết câu thì nó đã render xong rồi. Thì chúng ta bấm finish và tìm đến cái đường lưu, thì các bạn sẽ thấy đây chính là cái bản nhạc đã được trích xuất từ cái video ha. Mình xin phép không chạy hết cái đoạn nhạc này, tại vì đây là một cái đoạn nhạc có bản quyền. Nếu chúng ta sử dụng cái đoạn nhạc này nhiều thời gian quá thì sẽ bị Content ID nó nhận diện và sẽ bị tắt cái chức năng kiếm tiền của video. Vì vậy nếu như bạn nào muốn sử dụng cái video này thì chúng ta cần phải qua một cái bước, đó là xử lý âm thanh trước khi mà các bạn dùng nó cho video của bạn.
Rồi, đó là cách thứ nhất trong việc chuyển đổi một cái video thành một cái âm thanh. Bây giờ thì chúng ta sẽ làm cái cách thứ hai, nó sẽ dễ hơn cách thứ nhất, không có rườm rà. Đây là một cái video thị phạm thứ hai, một cái video ca nhạc Mình Cưới Nhau Đi của Đỗ Nhi, cũng là Đỗ Nhi cover thôi, mà cái bài này có Quỳnh Xem. Bài này cũng rất là hay. Rồi đưa vào cầm ta thôi, không có nói nông đơ gì hết, quăng vào rồi thảy xuống timeline. Bây giờ thì chúng ta sẽ không sử dụng cái lệnh set background audio and video nữa, mà chúng ta sẽ render trực tiếp. Để render trực tiếp, các bạn vào cái phần share, tại vì cái phần mềm này nó có hai cái phần share, một cái phần xanh tác cây ở bên đây và một cái lệnh tùy chọn ở bên tay trái. Trong cái cách thứ hai này thì chúng ta sử dụng cái lệnh tùy chọn bên tay trái, đó là share. Tại đây thì các bạn sẽ thấy cái phần đó là export audio only, tức là chỉ xuất cái duy nhất cái âm thanh thôi. Ở đây thì các bạn sẽ được tùy chọn một cái file đó là WAV, hay còn gọi là file WAV. Thì file nào nghe nhạc cũng được. Lúc nãy lưu trong cái đâu nhỉ? Ngoài desktop, new folder 4, và đặt tên, save lại. Khi mà bạn thực hiện cái lệnh save thì phần mềm nó sẽ tự động nó render, và nhiệm vụ của bạn chỉ là ngồi chờ thôi. Nó chạy hết 100% thì cái file nhạc của bạn nó sẽ xuất hiện. Xong rồi, nhiệm vụ của Camtasia đến đây là hết. Và các bạn có thể thấy đây là một cái file nhạc đã được trích xuất từ phần mềm Camtasia thông qua cái file đó là file WAV. Và chúng ta nghe nhạc thôi. Nó ăn tráng từ những cái mâm tráng. Một bài nhạc rất là hot hiện nay. Rồi, và như vậy thì trong video này mình sẽ đã chia sẻ cho quý chị và các bạn hai cách để chúng ta có thể tự tay tách một cái đoạn nhạc, một cái music ra khỏi một cái video bất kỳ. Và cái cách, hai cách này các bạn có thể áp dụng cho toàn bộ những video mà các bạn nhìn thấy. Rồi thì ngay bây giờ thì các bạn có thể làm thử bằng cách truy cập YouTube và tải một cái video bất kỳ về, và sau đó vào phần mềm Camtasia render ra thành một cái file music và tận hưởng cái file nhạc này, loại bỏ đi hoàn toàn cái hình ảnh ha. Và nếu như các bạn muốn xem tiếp những video chia sẻ từ mình thì có thể nhấp vào nút đăng ký ngay bây giờ, để khi mình upload những cái video mới thì chính các bạn sẽ là những người nhận được đầu tiên, tức là xem trước. Rồi, mến chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video chia sẻ tiếp theo.